quá đẹp anh em ơi. Này đỏ mặn nha anh em. Lắp giữ công nha. Nhanh chóng mà được cái là vô là lắp giữ công là ngon lành cạnh tranh nha. Xe máy VIP lắm. Nè, đầu câm còn dặn nín nè anh em. Thấy không? Đẹp quá đẹp. Áo dán keo luôn. Này gỡ về bị chành nha anh em. Này bị chành nha. Này lột keo ra. Bắt đầu lại. Nó bị chạy chút xíu đây thôi. Do chành á. Nhanh chóng mà được cái vô lốc dưới công nha anh em. Máy như đạn luôn. Bạc sơn riêng hết. Thế tư mày còn vô lúc dưới công cũng hên. Có cái này sơn lại. Tại cái này chủ nó đậu lâu quá, nó không chạy, nó bị nổ quá nè. Sơn lại cái này. Máy thì thôi luôn. Nè, đầu bò nè, anh em dòm đẹp nè. Đầu bò đẹp nè anh em. Quá trời đẹp. Ru bạc sơn đẹp ghê không? Này bộ áo rin luôn. Bộ áo rin nha anh em. Nhưng mà áo mới rồi nè, nó có bị nứt trộn mấy cái bát. Áo còn dán keo. Biết cái máy sao nó chạy về nó la quá trời luôn, máy ngon. Máy đổ kê tay không muốn nghe. Sau này nó gì dính thì đen đi ta. Mới nhớ cái khu một sườn nó hai màu á anh em, sườn nó hai màu đó, nói không khúc xám khúc đen đó. Em đâu đi đâu, có nhiều anh em xe này về chưa rửa nè, nói lại mới đi mới nhớ, em mới dòm lại mới giật mình, ốc còn chằng cháy luôn. Nên cái máy nổ vậy nè, quá trời cái máy nè, còn cái sét còn cái sắt nè. Trời ơi mình để chuyển rồi bể nữa nè, thấy không nè, nghỉ xíu đây nha anh em. Vận chuyển là lần nào cũng vậy hết, không bị chỗ này cũng bị chỗ nọ. Hết biết cái máy nổ. Về chưa vệ sinh luôn, mặn đẹp vậy đó. Lau đi sao, cởi lau sơ đi. Trời ơi cái máy nổ. Đứng ngay đó vô phương nghe trời. Máy má hết biết rồi. Trời trời bể lum hết trơn. Sang ô sang. Bên kia nữa kìa.
Má thiệt là tình đó anh em nè. Ủa má biết để lỡ cái này lấy lấy giũa mài cho nó bằng luôn, nó cũng không nhìn nó cũng không có đến nỗi gì anh em ha. Đây nè, vận chuyển xa phải chịu rồi. Ồ, đèn nó hay nắp đó ta. Đúng rồi, con nắp sương mù nè, nắp sáng. Trời trời, cái máy quá trời, quá đẹp anh em ơi. Mới vừa rớt xuống rồi. Tiếng nhà đi ngang đây là bốc càng dữ lắm mà. Máy nổ không nghe được đâu anh em. Tôi mở đèn lên em mới biết thôi. Quá trời cục máy đẹp. Xe này mà mở bình sườn ra rồi thôi rồi. Tê chiếc cúc. Hết biết có là đẹp nha anh em. Quá cái máy à, bạc có đẹp anh em. Cục chứa câu chứa là nó bị nổ sơn luôn thôi. Màu đó mặn nha. Rồi giá 42 triệu nha anh em. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ. Xe đẹp lắm đó. Rồi xin chào nha anh em.